Xin chào anh chị, lại là Biển Xanh đây. Anh chị đã xem bao nhiêu video liên quan đến bất động sản của Biển Xanh rồi? Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh, hãy nhấn vào nút đăng ký, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều thông tin hữu ích. Còn nếu như anh chị đã là những người bạn thân thiết của Biển Xanh rồi thì hãy để lại một vài bình luận bên dưới video này giúp Biển Xanh có thêm động lực ra nhiều video mới. Quay lại với chủ đề chính ngày hôm nay, Biển Xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới nằm trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, cách bến xe An Sương là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này thì em sẽ giới thiệu đến anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới nằm trên mặt tiền con đường trục chính TC2. Và cái vị trí ngày hôm nay thì rất là thuận lợi để anh chị có thể buôn bán kinh doanh anh chị nhé. Một lô đất có hướng Bắc, thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Và trên màn hình chính là vị trí lô đất mà em muốn giới thiệu đến anh chị mình ngày hôm nay. Đó là một lô đất nằm lọt khe giữa hai căn nhà, có diện tích là ngang 5m và dài là 17.68. Tổng diện tích trên sổ là 88.4m², ngang 5 dài 17.68 là đã trừ vỉa hè anh chị nhé. Vỉa hè rộng 3m và lòng đường nhựa là 10m. Nằm trên mặt tiền con đường trục chính cho nên rất là thuận lợi để anh chị có thể vừa ở vừa buôn bán kinh doanh dần dần ngay từ bây giờ. Và trên cái mặt tiền con đường này thì người ta cũng đã buôn bán khá là nhiều các cái loại mặt hình kinh doanh như là sửa xe cũng như là bán đồ ăn sáng, bán tạp hóa cũng như là mở tiệm pizza. Và từ ngay cái vị trí lô đất này chúng ta chạy thẳng là đi ra đường tỉnh lộ 9 luôn, nằm lọt khe giữa hai căn nhà rồi cho nên là chúng ta không có phải lo lắng gì. Mình có thể mua để dành đó thời gian sau mình về đây mình ở, mình nghỉ dưỡng, hoặc là chúng ta có thể là để dành cũng như là đầu tư sinh lời. Những cái vị trí mặt tiền con đường trục chính, vị trí đẹp như thế này thì nó cũng rất là ít xuất hiện trên thị trường anh chị nhé. Một lô đất gò cao ráo, và lô này thì cái lúc mà cách đây 5 tháng khi mà thị trường đang sốt là giá ở khu vực này là dao động khoảng 1 tỷ 9 đến 2 tỷ nhưng mà vẫn không có sản phẩm để bán. Và cái lô này thì bây giờ hiện tại chủ đất đang cần tiền ngộp vốn để đáo hạn ngân hàng, chính vì thế mà bán với giá nó vô cùng là rẻ anh chị. Chỉ có 1,7 tỷ Việt Nam đồng cho cái vị trí mà 5 dài 17.68, 88.4m² nằm trên mặt tiền con đường trục chính, vị trí để chúng ta buôn bán kinh doanh anh chị nhé. Và mình mua ở đây là mua cái vị trí. Và trước mặt chúng ta đây chính là một cái ngã tư giao giữa trục TC2 và trục TC4. Rẽ tay trái là hướng sang công viên 7 kỳ quan thế giới. Ở khu vực này thì những ngôi nhà cao tầng đua nhau mọc lên xây dựng cũng đã khá là nhiều rồi. Với cái giá 1 tỷ 7 trên con đường này là do bây giờ đất nó đang đứng và cận Tết rồi. Chính vì thế mà nhiều chủ người ta hạ giá mới xuất hiện những cái giá như thế này anh chị nhé. Bởi vì trên mặt tiền con đường trục chính mà buôn bán kinh doanh được thì những cái giá rẻ nó rất là ít và không xuất hiện nhiều trên thị trường. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến lô này thì hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh sẽ gửi sổ để anh chị mình xem trước cũng như là đón và dẫn anh chị mình xem trực tiếp thực tế để chúng ta có thể là sở hữu những cái vị trí bất động sản an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời thay đổi cuộc sống anh chị nhé. Và từ khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này anh chị mình di chuyển vào trung tâm Sài Gòn thì nó cũng không quá xa, và chúng ta di chuyển bằng phương tiện xe hơi, xe ô tô, xe máy thì cũng rất là dễ dàng. Kính chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.